vương sự, bởi vì trong nhạc phẩm này các một đoàn đã sử dụng kèn trumpet, cello và trống timpani. Nhưng tên vương sự lại là tên do người đời sau đặt chứ không phải là tên ban đầu của nhạc phẩm này. Ngay lúc này xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản giao hưởng số 142 với dòng sơ chuyển. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của dàn nhạc giao hưởng Vũ Dịch thành phố Hồ Chí Minh cùng sự chuyển đi dàn nhạc của nhạc trưởng Nguyễn Bách.
thì chúng ta vừa được thưởng thức những giai điệu thật hùng tráng của nhạc phẩm quân sự. Đó là bài giai điệu số 100.